COVID-19 diễn ra. Trong vòng 20 ngày thì chứng khoán của Mỹ giảm 30%. Trong 20 ngày đó thì có tận 2 lần Mỹ mất đồng tiền. Chỉ trong vòng 2 tháng chứng khoán Mỹ phục hồi. Và cùng với đó Bitcoin tăng mạnh mẽ. Và lịch sử rất có thể lặp lại trong những tháng tới. Chu kỳ mới của Bitcoin, mình có chia sẻ cùng với các bạn khái niệm carry trade của Yên Nhật mà nó tạo ra cái sự khủng hoảng trong thời gian vừa qua. Đấy là biểu đồ về chứng khoán của Mỹ vào năm 2020. Điểm màu vàng ở đây chính là điểm mà COVID-19 diễn ra. Trong vòng 20 ngày từ cuối tháng 2 cho đến 20 tháng 3 thì chứng khoán của Mỹ giảm 30%. Và bởi vì như vậy, trong 20 ngày đó thì có tận 2 lần Mỹ đã bơm tiền thông qua việc là giảm lãi suất và mua lại các tài sản tài chính. Cho nên là chỉ trong vòng 2 tháng chứng khoán Mỹ phục hồi, vượt đỉnh cũ và liên tục lập đỉnh trong năm 2020. Và cùng với đó Bitcoin cũng trong 20 ngày từ tháng 2 cho đến tháng 3 thì Bitcoin giảm từ 9.000 đô xuống dưới 4.000 đô. Và nhiều người nói rằng Bitcoin đã... Tuy nhiên, bởi vì các gói bơm tiền của chính phủ cho nên Bitcoin tăng mạnh mẽ, tăng nhanh hơn nhiều lần so với cổ phiếu và chứng khoán. Bitcoin tăng 15 lần chỉ trong vòng chưa được 1 năm. Chỉ bởi vì là Bitcoin rơi vào giai đoạn mà người ta bơm tiền. Và bởi vì như vậy cho nên lịch sử lặp lại. Và lịch sử rất có thể lặp lại trong những tháng tới. Từ bây giờ đến tháng 11, nếu chúng ta nhìn thấy là thứ nhất là Bitcoin, thứ hai là đô Mỹ Yên Nhật, và thứ ba là chứng khoán Mỹ, cụ thể là chỉ số Nasdaq của Mỹ cùng giảm giống như ngày 5 tháng 8, thì điều đó có nghĩa là thị trường đang không tin tưởng vào những cái biện pháp vừa qua của Ngân hàng Trung ương Nhật hay là của Fed, cho nên thị trường còn sập tiếp. Và nếu nó sập tiếp, đấy là cơ hội tốt của chúng ta.